Một ngày sau chiến thắng dễ dàng trước đội hình 2 của U12 Azul Claro, hôm nay U13 Sông Lam Nghệ An tiếp tục bước vào hai trận đấu cuối cùng của mình trong chuyến du đấu tại Nhật Bản với hai đội bóng chất lượng hơn là U13 Vivace FC và đội hình 1 của Azul Claro. Kết quả, các cầu thủ trẻ Nghệ An đã giành chiến thắng ở cả hai trận. Với lợi thế hơn đội bạn một tuổi, thể lực cũng có phần nhỉnh hơn so với đội chủ nhà, các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An thi đấu tự tin và mạch lạc. Các đường truyền phối hợp tấn công của các cầu thủ trẻ Việt Nam luôn nhận được sự tán thưởng từ khán giả có mặt trên sân cũng như ban huấn luyện của Vivace FC. Dù sớm có lợi thế dẫn bàn, nhưng các cầu thủ của huấn luyện viên Lê Mạnh Hùng vẫn thi đấu nhiệt tình trong suốt trận đấu và kết thúc trận đấu với kết quả 10-1, trong đó có cú đúp hat-trick của tiền đạo Văn Huy và Quốc Thành. Các cầu thủ Việt Nam có thể hình thể lực tốt, kỹ thuật rất hoàn thiện. Bên cạnh đó, lối chơi rất nhịp nhàng nhờ có sự liên lạc tốt giữa các cầu thủ trên sân. Trận đấu này sẽ là bài học bổ ích cho các cầu thủ của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng sẽ sớm có dịp được gặp lại các bạn. Ở trận đấu thứ hai diễn ra ngay sau đó gặp đội hình 1 của U12 Azul Claro, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã gặp khó khăn ở những phút đầu khi đội bạn với lối chơi hiện đại ít chạm không ít lần đặt khung thành của đội bóng Việt Nam vào tình thế nguy hiểm. Nhưng một lần nữa, nền tảng thể lực, thể hình cũng như sự ăn ý trong lối chơi đã giúp các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An kiểm soát lại thế trận. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ của huấn luyện viên Lê Mạnh Hùng đã ghi đến 8 bàn vào lưới Azul Claro và chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất. Tôi nghĩ ngoài cái công tác cộng đồng thì Yamaha đã làm một điều rất tốt là cho cầu thủ của tôi một chuyến đi rất bổ ích. Họ đã mở mang ra rất nhiều, đá với những đội tất nhiên là có thắng có thua, nhưng mà ở cái quan trọng nhất của cầu thủ là họ học được cách chơi, họ học được những cái kỹ thuật và của đối phương của mình. Như vậy, U13 Sông Lam Nghệ An đã kết thúc chuyến thi đấu tại Nhật Bản với chuỗi 3 trận toàn thắng. Tuy nhiên, kết quả không phải là điều quá quan trọng, mà chính là những bài học mà các cầu thủ rút ra sau trận đấu giao hữu quốc tế này.